sau sự cố không đáng có vào ngày 4 tháng 4, Sản lượng máy bay phản lực 737 MAX của Boeing sụt giảm mạnh trong những tuần gần đây khi các cơ quan quản lý của Mỹ tăng cường kiểm tra việc sản xuất của hãng này. Sản lượng máy bay phản lực 737 Max của Boeing đã sụt giảm mạnh trong những tuần gần đây, trong bối cảnh các cơ quan quản lý của Mỹ tăng cường kiểm tra công tác sản xuất của hãng này sau khi xảy ra sự cố một máy bay 737 Max của hãng bị bung một phần thân do mất chốt cửa trong quá trình bay hồi tháng 1 vừa qua. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA xác định sự cố trên là do lỗi lắp ráp. Cơ quan này sau đó đã giới hạn chỉ tiêu sản xuất đối với Boeing xuống chỉ có 38 máy phản lực mỗi tháng. Mặc dù vậy, trên thực tế, tỷ lệ sản lượng hàng tháng của Boeing thậm chí dao động dưới mức này và vào cuối tháng 3 đã giảm xuống mức một con số. Các sự cố khiến cổ phiếu của Boeing mất 25% giá trị trong năm nay, giảm 40 tỷ đô la Mỹ so với định giá thị trường của hãng. Tính đến tháng 2 vừa qua, Boeing đã bàn giao 54 máy bay, trong đó có 42 máy bay Max, giảm so với 66 chiếc được báo cáo trong 2 tháng đầu năm ngoái.